những khoảnh khắc muốn độn thổ nhất. Thôi, anh đi toilet một tí nha. Dạ, anh đi đi. Trời má, sao cái bụng mình tự nhiên lấn cấn vậy ta? Muốn xì hơi quá đi. Mà anh mới đi chắc không xong nhanh vậy đâu. Mình làm đại một phát cho thoải mái. Dễ chịu quá đi. Cái gì mà thối muốn ói luôn vậy trời. Anh quên lấy điện thoại. Má ơi, muốn chết lâm sàng luôn á. Em mau vào nhà đi. Hai đôi dép ở nhà ra. Không biết có nên tháo giày ra không ta. Ờ, chợ tự nhiên bụi vô mắt. Không thấy gì hết trơn, á. Đây là quà anh tặng em. Còn em muốn ăn gì thì gọi món đi nha. Em ăn cái gì cũng được, không cầu kỳ lắm đâu. Để anh chọn. Em đến khi nào vậy? Trời ơi baby, em nhớ anh muốn chết rồi. Cho em ôm cái đi. Dạ, con chào bác, con mới tới. This is great.